Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay Ngọc Ngân sẽ dẫn quý cô chú ra, anh chị ra tham quan cái vườn cây giống để sản xuất những cây giống mận hồng MXT để cung cấp cho quý cô chú anh chị. Thì đây là một cái trái mận hồng MXT đó quý cô chú anh chị. Đây là cái phần cơm của trái mận nè, nó đang lên đường rất là đẹp luôn á, và ăn nó rất là giòn, rất là ngon, màu xanh rất là tươi sáng luôn. Và cái ở ngoài cái vỏ trái á thì cái màu sắc rất là đậm và rất là đẹp, và những cái đường gân thì nổi lên rất là nhiều. Thì đây là cái cách để mà nhân giống cái mận hồng MXT đó quý cô chú anh chị. Thì đây là nhân giống thì bằng cách chui cành. Thì một cây giống thì rất là đẹp luôn. Thì chiều cao của một cây giống thì nó khoảng là 60 cho đến 70 cm, và cây đang phát triển rất là mạnh. Thường thì khi mà mình treo bầu ở trên cây như thế này tầm khoảng 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng là cây nó sẽ bắt đầu ra rễ. Giống như cái này đây là dừa được chui lên cành nè, nên quý cô chú anh chị chưa nhìn thấy cái rễ nè. Thì tầm khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì cái phần rễ nó sẽ bít cái bầu này. Khi cái phần rễ nó đã bít cái bầu thì mình sẽ tiến hành mình cắt cây giống xuống và mình ủ ở trong một cái chậu, thường là chậu C7 hoặc là chậu C8. Thì mình vô cái chậu đó tầm khoảng 3 tháng thì khi rễ đã ổn định rồi, đã ra gần hết cái bầu C7, C8 rồi thì Ngọc Ngân sẽ cung cấp cây giống cho quý cô chú anh chị. Thì ngoài mận hồng MXT thì Ngọc Ngân còn nhiều loại mận khác như mận xanh đường, mận xanh tâm hoa và đặc biệt là mận hoàng yến nữa. Thì mận hồng MXT thì nó là một cái giống mận Đài Loan đó quý cô chú anh chị. Loại mận này thì mình nhập khẩu ở Đài Loan về, thì sau đó thì được Sóc Trăng đăng ký bản quyền, và những tỉnh khác thì sẽ nhập từ Sóc Trăng về để mà mình nhân giống. Thì gia đình của Ngọc Ngân thì cũng sưu tầm những cái giống này về để mà nhân giống, để mà cung cấp cho quý cô chú anh chị. Thì cây giống nó đảm bảo chất lượng 100%. Thì so với những cái dòng mận khác thì cái đọt của mận MXT thì nó sẽ có màu xanh non, thì do đó là mình rất là dễ phân biệt luôn á quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu về cây giống thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân, và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Cuối video, Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và thành công nhé.